được nhắc đến người đàn bà đó rồi. Coi như con đã mất mẹ lâu rồi. Ngoài nhắc làm gì chứ? Con nói vậy chứ ngoài biết con nhớ má bay lắm. Đêm nào mới cũng mở cái bài ca về mẹ sao mà nghe hết. Con nghe thì nghe vậy thôi, nghe cho những người mẹ biết thương con kìa. Chứ má của con có thương yêu gì con đâu chứ. Mà thôi, con không muốn ngoài phải nhắc tới bà ta, con hận bà ta lắm. Con, ngoại biết rằng má con đã bỏ con đi từ tấm biên. Con thiếu hồi ấm tâm tình từ lúc tuổi con thơ. Yeah.
Cái bà nào vậy?
tìm cái bà sanh ra tôi với bà chị. Chú kể hết chuyện tôi sinh sống ở dưới quê cho bà nghe rồi phải không? Tôi mới bệnh thôi chứ tôi chưa có chết đâu. Tôi nghe chú học cho bà đủ điều gì tôi hết trơn trời á. Chú thứ sáu mới sinh chú bà tám đó vậy. Bà tám là nhiều chuyện hả vậy? Tôi nói là chú vậy. Mẹ nói với tao vậy đó hả? Bà có hàng xóm với mắt, tao thấy má mày thương mày quá. Chứ muốn nghe, nghe đó. Thương mày đó. Không lẽ tao nằm trên bụng to cho mày quá đi, tao thương rồi tao mới giúp cho má mày như vậy. Chứ đâu có tự nhiên là mày nói tao đã rồi. Bà đi vì đồng tiền,
vì danh lợi mà đâu có còn nhớ gì quê nhà nữa đâu. Bà đâu có còn nhớ gì cái thằng con của bà nữa đâu. Trời ơi, tại sao trên đời này lại có người mẹ người má nào như bà chứ? Bà không phải là má của tôi, bà không phải là má của tôi. Luân à, sao con lại đối xử với má như vậy? Má thương con không hết mà Luân. Bà về đây làm gì? Ai là con của bà chứ? Bà đi ngay, bà đi ra khỏi nhà tôi đi. Chịu nổi cảnh nghèo nên lìa quê xa.
luôn đâu. Bao lâu nay má đi làm, má kiếm tiền, má gói vô đây nè, má để dành cho con. Tất cả những cái này là của con hết nè, má để dành để con cần. Con nhận đi cho má thương mà. Ngày xưa bà bỏ con, bà đã trả theo đồng tiền. Bây giờ bà lấy nó để mua lại thân tình sao? Trời ơi, trời ơi, tại sao bà không hiểu gì chứ? Cái của con bà cần không phải những thứ này đâu. Mà bà xin lỗi con, tất cả cũng tại vì mình nghèo quá. Má sợ con có lo nổi cho con. Má thương con lắm luôn à. Con tha thứ cho má. Tiền để con luôn à. Con cầm đi. Mama!
con mà. Trời ơi chú Sáu ơi, thấy không? Mừng không chú Sáu? Con xin lỗi chú Sáu đi con. Xin lỗi chú. Dạ con xin lỗi chú Sáu. Ôi không có nói chuyện mày. Kỳ quá, khó chịu quá. Con cháu nó xin lỗi mà con xin lỗi lần nữa đi con. Ngoại vậy? Không mấy ngoại làm mâm cơm đi. Ý mâm cơm hả? Nấu canh chua hả? Dạ nấu canh chua với cá kho chú Sáu thích ăn đó. Nấu canh chua cá kho ăn cơm nha. Người ta mà bà ưu quên không à. Trời đất ơi, quá bộ. Chưa từ từ mới tới chứ bộ. Vậy hả? Giờ ăn không? Ăn cơm không? Không, tao nói tao ghét là tao không ăn cơm. Dạ thôi bây giờ con khoanh tay con xin lỗi chú Sáu. Mày mất còn không dám hộn với chú Sáu nữa. Đó, nó xin lỗi đó, chịu ăn không? Đang đói, đang đói đây nè. Mà ăn không? Ăn. Ôi, từ từ.